Hôm nay cô chia sẻ câu yeah. chuyện về bệnh tiền đình cho cả nhà nhé. À, ờ, trước đây là cô bị bệnh, bị bệnh lắm. tiền đình rất mình bị bệnh tiền đình nặng lắm. Thậm chí là một năm này mình phải tiêm hai đợt thuốc bổ não, mỗi lần tiêm là 10 ngày. Và duy trì 15 năm tiêm thuốc bổ não. Và những cái đợt mà bị nó nặng thậm chí là lúc nào cũng nôn chóng mặt buồn nôn đứng dậy ngồi lên đứng nằm xuống đều rất là khó được nằm im một tư thế thôi nhé cả nhà nó nặng đến mức độ đó không ăn không ngủ được người cực kỳ là khó chịu và cô những cái lúc đó thì cô đều phải dùng đến thuốc tây và phải vào viện để mà truyền bác sĩ người ta truyền cho cô những cái gì cô không biết nhưng ngày nào cô cũng phải truyền mấy chai và sau đó bắt đầu cô mới hồi lại được và những lúc như thế thì thường thường là những lúc cô nặng ở nhà là đều mời bác sĩ đến nhà nhưng có những lúc là bác sĩ thời gian đầu là bác sĩ không dám điều trị tại nhà đâu bảo kiểu gì thì kiểu cũng phải khiêng vào viện bởi vì đã như thế này thì vào viện còn phải xét nghiệm là phải làm rất nhiều thứ và trong quá trình điều trị nếu có vấn đề gì xảy ra thì ở bệnh viện nó mới đầy đủ thiết bị để nó xử lý cho mình được kịp thời thế mà sau đó khi mà cô những cái đợt như thế là cô phải vào viện để cô điều trị hàng chục ngày sau đó cô ổn và các cái năm sau cô cũng vẫn thường cứ bị tái đi tái lại tái đi tái lại thế thì cái bệnh của cô nó 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 nó, nó mãn tính rồi và vào viện nhiều quá bác sĩ người ta cũng hiểu được rồi thế là về sau đến lúc nặng quá là lúc đấy thì chỉ có mời bác sĩ về nhà và truyền tại nhà thế thì với một cái cơ duyên là cô đã các cái căn bệnh mãn tính này nó hoành hành cô lâu, lâu lắm rồi tất cả là xin lỗi cả nhà là tại chỗ hết tại nhà tại trên giường luôn chứ không phải là gì và lại còn thậm chí ở nhà phải sắm những cái đồ cá nhân như là của bệnh viện bởi vì nằm tại chỗ mà những cái lúc đấy là thì phải luôn hết ngay ở trên giường ấy đó cái bệnh tiền đình của cô Lan nó nặng như thế đấy thì với một cái cơ duyên là, là được biết đến bảo trợ Phan Thủy chia sẻ cho cô cái dòng dinh dưỡng cân bằng tự nhiên này thì cái thời gian mà cô được chia sẻ thì lúc đấy là mới có cái bộ công bố năm thôi thế thì cô nghiêm túc lắm À, cô cho mình sử dụng ngay bởi vì thật sự là bệnh thì nhiều điều trị đông tây y kết hợp cũng đủ mọi kiểu rồi cũng đỡ đấy rồi nó lại bị mà lần sau bị nó cũng lại nặng hơn lần trước và nó cứ tái đi tái lại tái đi tái lại nó không ra cái gì gọi là chết người nhưng mà những lúc như thế thì nói thật là chán đời lắm vì là mắt thì không mở được ăn thì không ăn được ngủ ngủ được đứng lên ngồi xuống cũng khó tất cả mọi cái tại chỗ thì lúc đấy còn thiết cái gì nữa đâu Thế thì được bảo trợ Phan Thủy chia sẻ cái dòng dinh dưỡng Thì cô cho mình, cho phép mình được dùng cái dòng sản phẩm này Thế thì uh, lúc dùng thì bán tín bán nghi lắm Nhưng mà nghĩ là thôi còn cái gì để mà mất nữa đâu Thôi thì thôi cứ cho mình một cái cơ hội nữa đi Biết đâu, đấy nhiều khi không học được ở cái chữ ngờ là ở chỗ đó Biết đâu cơ duyên nó tới mà mình là hợp thầy hợp thuốc Mà mình lại đỡ được thì sao Thế thì sau đó là cô dùng, cô dùng được uh, chục ngày Trên dưới 10-15 ngày gì đó thì tự nhiên là những các cái, cái những các cái lúc mà nó bị chính choáng theo kiểu đó là cô đỡ và khi cô bị những cái lúc cô bị thì mắt cô còn có thể mở được chứ còn như lúc trước là cô không dám mở đâu và tư thế nằm đâu là nằm im như thế ở một cái tư thế thôi thế thì sau thời gian cô sử dụng và cho đến bây giờ ngày hôm nay là cô tại sao cô lại uh, khoe với mọi người là hiện cô Lan đang là bệnh nhân đấy cô Lan đang rất là choáng đầu bởi vì với cái thời tiết trời nồm ở ngoài Bắc nó khắc nghiệt lắm chứ nó không được cái khí hậu như ở trong Nam đâu. Ai ở ngoài Bắc thì sẽ biết những cái thời tiết này nó ốm bao nhiêu cái bệnh Mãng tính của mình là nó ra hết. Thì hôm nay điển hình là cô Nam chia sẻ cái bệnh tiền đình mà trong khi đấy đi lên lên tầng để ăn cơm tránh choáng tránh choáng lại phải bảo chồng là thôi ngồi ăn được mình vợ đi xuống để nằm để cho nó ổn cho nó hồi người thế và lì lợm nếu như mọi khi như thế này là cô đã phải uống bốn viên sờ tu rồi truyền thì đã đành rồi tiêm đã đành rồi nhưng mà sờ tu lúc nào cũng bị uống liều cao thế mà cho đến bây giờ cô vẫn liều và cô cũng không xài một viên nào cả cô tự ổn dần ổn dần và ban nãy thì cô còn xin phép cả nhà cho cô tắt màn hình nhưng mà bây giờ hứng khởi trong cái câu chuyện của mình mặc dù là bệnh nhân nhưng mà ngồi sẵn sàng chia sẻ cái câu chuyện này để cho mọi người biết rằng là nếu ai bị tiền đình cho phép mình dùng cái sản phẩm dinh dưỡng cân bằng của odd tốt lắm đây mình là người thật việc thật tốt không thể tưởng được và mình rất cảm ơn cái dòng dinh dưỡng này à, cảm ơn đến chia sẻ cái dòng sản phẩm để cho mình được khỏe như hôm nay mặc dù đang là bệnh nhân nhưng mà chia sẻ rất là uh, hăng hái và rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe cho phép mình xin dừng tại đây cảm ơn các bạn Cảm ơn cô Lan, cô Lan ơi, hồi đó cô uống wellness được bao nhiêu lâu thì cô thấy cái vấn đề tiền đình của cô nó đỡ ạ? Cô chỉ 15 ngày thôi, trên dưới 15 dạ. ngày thôi là cô đã ổn dần và coi khi cô bị thì cô đã nói là cô còn mở được mắt ra, còn những lúc trước đấy là cô không mở được mắt ra đâu mà cô nằm ở tư thế nào là nguyên tư thế đó. Nhưng mà sau 15 ngày cô dùng cái sản phẩm này cô có chóng mặt, cô choáng nhưng cô vẫn mở được mắt ra và từ 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 cô có thể ngồi dậy, cô bám cô vị để cô tự đi được. Không chỉ sau 15 ngày thôi Bởi vì là cái bệnh của cô nó nặng Mà khi nó tiến triển thì Coi như là vui lắm Không tưởng được đâu các bạn ạ Và cho đến bây giờ là bệnh nhân nhưng mà cương quyết không dùng thuốc tây